Xin chào mọi người. Như mọi người cũng đã biết là từ ngày ra mắt video phân tích cốt truyện Valorant, mình đã tạm thời dừng hoạt động channel trong một thời gian do một vài vấn đề liên quan đến kênh YouTube. Vài ngày gần đây thì mình đã quay lại và đang hướng đến rất nhiều dự án mới nhằm đem lại sự sôi động của mảng gaming sau mùa dịch. Và với channel phân tích game, hiện tại mình đang có một danh sách nhiều tựa game mà các bạn yêu cầu phân tích. Đồng thời mình cũng sẽ đem lại cho các bạn series tóm tắt cốt truyện nhằm giới thiệu những tựa game hay mà ít ai biết đến. Và xin chào các bạn đã trở lại với phân tích game. Trong video này, chúng ta sẽ cùng đến với một tựa game kinh dị mới ra mắt. Tựa game mang tên là The Quarry, phát triển bởi Supermassive Games và phát hành bởi 2K vào ngày 10 tháng 6 năm 2022. The Quarry là tựa game dành riêng cho fan thể loại kinh dị, nơi mà mọi lựa chọn của bạn sẽ ảnh hưởng đến diễn biến và kết thúc của toàn bộ trò chơi. Mang tinh thần của tuyển tập kinh dị The Dark Picture, định mệnh của từng nhân vật trong The Quarry cũng được đặt trong tay bạn, và chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ đem đến một kết cục bi thảm. Cũng chính vì vậy mà câu chuyện trong trò chơi sẽ có rất nhiều hướng và dẫn đến rất nhiều ending khác nhau. The Quarry có nội dung khá giống với Until Dawn, vẫn xoay quanh câu chuyện về một nhóm bạn trẻ không may rơi vào một loạt các tình huống sinh tử tại một trại hè, và bữa tiệc của họ nhanh chóng trở thành một cơn ác mộng đáng sợ. Và với sự trở lại của series tóm tắt cốt truyện, thì mình muốn lưu ý với các bạn là video này sẽ tiết lộ toàn bộ diễn biến của trò chơi. Và như thường lệ thì đây sẽ là phần tóm tắt dựa theo những lựa chọn tốt nhất và đem lại kết cục tốt nhất. Mở đầu trong The Quarry xảy ra vào 11 giờ đêm ngày 24 tháng 6 năm 2021, khi hai nhân vật là Laura Kearney và Mark Ripley đang trên đường đến khu trại hè Mỏ Hắc Kịch nằm ở phía bắc ngoại ô New York. Gió đi mãi không đến, Laura nhận ra cả hai bọn họ đã bị lạc. Điện thoại thì mất sóng và trời thì cũng đã gần nửa đêm. Laura lấy tấm bản đồ ra kiểm tra thì cô cũng không xác định được vị trí của khu trại hè. Do mãi nhìn vào tấm bản đồ, Max bất ngờ nhìn thấy một sinh vật lạ đứng giữa đường khiến anh phải né nó thật nhanh. Chiếc xe lao khỏi đường chính, phá tung hàng rào và lao thẳng xuống dốc. Mọi thứ xảy ra rất nhanh, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước sự bàng hoàng của cả hai. Matt bước ra khỏi xe để kiểm tra động cơ. Còn Laura khi đang soi đèn vào rừng, thì nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang lảng vảng. Cô báo với Matt về điều đó và muốn tự mình kiểm tra xung quanh. Khi đi lang thang, Laura cảm thấy mình đang bị theo dõi và bóng dáng người phụ nữ cứ lấp ló đằng sau những gốc cây. Đột nhiên, giọng nói của người phụ nữ phát ra ngay bên tai của Laura. Bất ngờ và hoảng sợ, Laura chạy thật nhanh để quay lại chỗ Matt. Cô kể cho Matt rằng khu rừng này có gì đó không bình thường và họ cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Chiếc xe đã khởi động nhưng nó không thể di chuyển do bánh xe đã xa lầy. Khi cả hai đang bối rối thì một viên cảnh sát bất ngờ xuất hiện. Ông ta kéo chiếc xe ra đường chính và hỏi chuyện hai người bạn. Laura kể lại việc họ đang tìm đường đến khu trại hè và việc phải né sinh vật kỳ lạ khiến chiếc xe lao xuống rừng. Viên cảnh sát lúc này yêu cầu cả hai tiếp tục di chuyển qua đêm tại khách sạn Harbinger. Sau cuộc nói chuyện, Laura và Matt tiếp tục chuyến đi, nhưng họ quyết định sẽ không nghe theo lời của viên cảnh sát mà sẽ đi thẳng đến khu trại hè. Cả hai tiến đến khu trại nhưng không có ai ở đó. Laura nhìn qua khe cửa tầng hầm và nhận ra có ai đó đang rên rỉ ở phía bên kia. Cô nhờ sự trợ giúp của Matt mở cánh cửa để họ xuống tầng hầm. Cả hai tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy ai. Laura đinh ninh là chính mắt cô đã nhìn thấy có người đứng dưới tầng hầm, nhưng Matt lại nghĩ có thể cô đã nhìn nhầm. Đột nhiên từ trong bóng tối, một sinh vật vồ lấy Matt. Laura chạy đến chỗ Matt để nhận ra anh ta đang chảy máu rất nặng. Không để Matt một mình, cô cố gắng kéo Matt khỏi tầng hầm, nhưng một thứ gì đó đã kéo anh ta xuống. Ngay lúc đó, Laura bị một kẻ bí ẩn tiêm thuốc mê từ phía sau. Đó chính là viên cảnh sát mà họ đã gặp trước đó. Ông ta tức giận vì hai người bạn không đi theo chỉ dẫn của mình. Và đó là khởi đầu cho câu chuyện thật sự của The Quarry. Hai tháng sau, một nhóm các hướng đạo sinh gồm các thành viên là Nick, Dylan, Kathleen, Jacob, Emma, Abby và Ryan. Cả nhóm đang xứ soạn để rời khỏi trại hè Hackett. Ryan là người cuối cùng tập hợp. Cậu ta nghe được vài thứ thú vị trên radio. Một câu chuyện có tên là Phù thủy Mỏ Hackett kể về một người phụ nữ đã chết thảm trong một ngọn lửa vài năm về trước. Bà ta trở thành phù thủy và ám lấy khu rừng nhằm tìm kiếm người con mất tích của mình. Một vài lời đồn đại về những thứ như ma cỏ, những tiếng thì thầm hoặc những dấu hiệu kỳ quái thường hay xuất hiện. Có những người còn đồn rằng những kẻ bị bà ta bắt được đều sẽ trở thành con của bà ta. Kaylin và Jacob sau khi nghe câu chuyện thì nghĩ đó chỉ là những lời người dân dựng lên để hù dọa, trong khi Dylan thì cảnh báo rằng không nên xem nhẹ những thứ tâm linh. Câu chuyện bị xen ngang khi ông Chris Hackett tiến đến và yêu cầu Ryan lên văn phòng nói chuyện. Chris khuyên Ryan rằng cậu là hướng đạo sinh có kinh nghiệm nhất, nhưng việc kể những câu chuyện ma hù dọa trẻ con sẽ không tốt cho việc làm ăn của khu trại. Ryan hứa với Chris rằng cậu sẽ không tái phạm, đồng thời gửi lời chào tới hai người con của Chris là Caleb và Kylie. Sau khi tìm thấy chìa khóa xe, Chris và Ryan quay lại chỗ nhóm bạn và chuẩn bị khởi hành. Do một trục trặc nào đó khiến chiếc xe không thể khởi động. Điều tệ hơn là động cơ đã bốc cháy. Chiếc xe đã hỏng hoàn toàn và cả nhóm phải ở lại thêm một đêm nữa. Ông Chris bắt đầu trở nên khó hiểu
đưa chìa khóa cho Ryan và yêu cầu cậu tối nay phải giữ tất cả mọi người trong nhà bằng mọi giá. Và sáng hôm sau, ông ta sẽ quay lại để đón tất cả bọn họ. Ngay khi Chris rời đi, cả nhóm bắt đầu bối rối và họ không biết phải làm gì. Ryan yêu cầu cả nhóm nên ở yên tại nhà sinh hoạt, trong khi Dylan lại muốn nhân cơ hội này rủ cả bọn mở một buổi tiệc. Ryan và Abby cảm thấy không thoải mái với điều đó, nhưng do cũng không ảnh hưởng gì nên họ cũng chấp nhận tham gia. Nick và Abby sẽ đi tìm củi, Jacob và Emma sẽ đi tìm đồ ăn nước uống. Cứ thế các bọn chia nhau trang trí và đi tìm các dụng cụ để mở tiệc. Nhưng họ không biết rằng những cái lạ mặt đáng sợ đang theo dõi họ từ phía xa. 8 giờ tối, cả nhóm tập hợp quanh lửa trại và họ quyết định sẽ chơi trò Truth or Dare. Trong trò chơi, Kaylin đã gài Emma hôn Jacob bằng cách cho cô ta lựa chọn giữa Jacob hoặc Nick. Bất ngờ Emma đã chọn Nick và điều đó khiến Abby và Jacob khó chịu. Emma quyết định sẽ chạy theo tìm Jacob, còn Nick thì sẽ đi tìm Abby. Ở trong rừng, Nick tìm thấy Abby nhưng cả hai nhận ra có thứ gì đó đang lảng vảng gần họ. Từ trong bóng tối, Nick nhìn thấy một quái vật to lớn có hình dáng con người. Ngay lập tức, cả hai bỏ chạy. Con quái vật lao đến tấn công Nick và ngay sau đó hướng đến Abby. Con quái thú đuổi sát Abby nhưng nó đã bị chặn bởi những phát súng của người nào đó. Tại bờ hồ, Emma đã làm lành với Jacob và họ cùng nhau nhảy xuống nước để bơi. Một lúc sau, Jacob nghe thấy tiếng hét của Abby vọng ra từ rừng. Jacob nói với Emma sẽ đi kiểm tra, nhưng do quá xa nên Emma không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ba người bạn ở trại cũng nghe thấy tiếng hét. Họ tính cùng nhau tìm hiểu thì nhìn thấy Abby hoảng sợ chạy từ rừng ra. Ryan nhận khẩu súng từ Kaylin và chạy vào rừng để cứu Nick. Nick lúc này đang chảy máu rất nặng. Một người đàn ông trong hai cây la mặt chụp lấy Nick và kéo đi. Ryan nhìn thấy điều đó và bắn vào vai người đàn ông. Nick được giải thoát và cùng với Ryan quay lại khu trại. Về phần Jacob, sau khi chạy vào rừng tìm Abby thì vô tình mất phương hướng, không thể quay lại. Jacob nhận ra thứ gì đó đang theo dõi mình. Bỗng nhiên, cậu đạp vào một cái bẫy treo và mắc kẹt ở đó. Người đàn ông lạ mặt tiến đến gần, ông ta lấy dao cắt dây cho Jacob, nhưng do hoảng sợ nên cậu đã bỏ chạy ngay lúc đó. Tại khu cắm trại, Abby và Nick kể cho các thành viên còn lại về chuyện đã xảy ra trong rừng. Nick nói rằng có một con thú nào đó với răng nanh và móng sắc nhọn đã vồ lấy cậu ta. Cả bọn bất ngờ khi nhận ra vết thương của Nick lúc này đã bị nhiễm độc và nó đang lan rất nhanh. Ryan lên kế hoạch đưa Nick trở về nhà sinh hoạt để phục hồi. Đúng lúc này, Jacob cũng quay lại được với nhóm, nhưng cậu ta phải quay lại bờ hồ vì nhận ra Emma vẫn đang một mình tại đó. Emma lúc này lang thang đến khu nhà cây bỏ hoang để lấy quần áo. Sau khi mở cánh cửa sập, đã vô tình thả ra một con quái thú. Emma tìm cách khống chế và chụp hình nó, đồng thời chạy lên gác xếp và chặn đường con quái thú. Nhưng sau đó, Emma đã sử dụng hệ thống cáp treo và thành công thoát khỏi đó. 10 giờ tối tại nhà sinh hoạt của khu trại hè, Kaylin và Abby đưa Nick vào phòng sơ cứu vết thương, còn Dylan và Ryan tìm cách gọi cảnh sát đến hỗ trợ. Nhưng đường dây điện và điện thoại trong khu trại đột nhiên bị vô hiệu hóa, vì vậy họ dự định sẽ đến trạm radio để gọi cứu hộ. Abby và Kaylin lúc này đang chăm sóc cho Nick tại nhà sinh hoạt thì nghe thấy có tiếng động ở tầng trên. Kaylin đi lên kiểm tra thì bị khống chế bởi người đàn ông lạ mặt. Ông ta tiến vào phòng của Nick và Abby, nhưng Nick lúc này đột nhiên chống trả mạnh mẽ. Cậu nhấc bổng người đàn ông lên không trung và khiến ông ta ngất xỉu, tạo thời cơ cho cả bọn thoát khỏi khu nhà. Ryan và Dylan lúc này đến trạm radio nhưng máy phát tín hiệu hoạt động rất tệ. Cả hai vô tình dò được một kênh thoại kỳ lạ. Những người đàn ông nói chuyện với nhau về vị trí của họ. Ryan biết họ không thể ở lại đây lâu, nhưng cũng không thể ra ngoài vì một con quái vật đang lảng vảng xung quanh. Bất ngờ, Ryan nhìn thấy Abby, Nick và Kaylin đang tiến đến từ xa. Cậu sử dụng máy phát để thông báo cho những người bạn nhanh chóng trốn vào cabin gần đó. Dylan lúc này nảy ra một kế hoạch sẽ phát ra một âm thanh có tần số cao để đuổi con quái vật đi. Nhưng một tai nạn đã xảy ra khi Dylan cố gắng nối dây điện vào loa phát thanh, con quái vật đã cắn vào tay của cậu ta. Điều đó khiến Ryan phải bắn vào tay của Dylan để ngăn chặn chất độc lây nhiễm. Hai nhóm lúc này tập hợp lại với nhau, nhưng họ bị xen ngang bởi tiếng súng của một người phụ nữ. Khi cả bọn tiến đến thì cô ta đã rời khỏi tầm nhìn của cả nhóm, để lại một cái xác trôi nổi ở hồ bơi. Jacob lúc này đã gặp lại Emma. Cô kể lại chuyện đã xảy ra tại nhà cây và xác định rằng những sinh vật đáng sợ đang tấn công họ không phải là động vật bình thường. Chưa kịp dứt lời thì sinh vật bí ẩn lại truy lùng họ khiến Emma ngã xuống đồi, còn Jacob thì đạp phải bẫy của những kẻ lạ mặt. Trở lại với nhóm bạn, Ryan nhận ra cái xác dưới hồ bơi là của Kaylee Hackett, con gái của Chris. Nhưng cậu không thể hiểu tại sao cô ấy lại có mặt ở đây. Nick lúc này bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Kaylin kể với Ryan và Dylan về quá trình sơ cứu cho Nick, rằng cô nhìn thấy có nhiều máu trên quần áo của Nick nhưng lại không tìm thấy vết cắn. Cả bọn bắt đầu tin rằng có khả năng Nick đã bị dại. Đột nhiên, Nick trở nên giận dữ và tấn công Abby. Để phòng vệ, Abby đã lấy súng bắn vào vai của Nick. Điều đó khiến cho cậu ta gầm lên trong đau đớn và biến thành một sinh vật dị dạng, đồng thời phá cửa chạy vào rừng trước sự bàng hoàng của Abby. Đến với Emma sau khi ngã xuống đồi, cô lại tiếp tục lang thang trong rừng và bắt gặp hai kẻ lạ mặt đang bàn bạc chuyện gì đó.
Một quái vật từ trong rừng lao đến tấn công Emma, nhưng cô đã kịp thời chạy thoát đến nhà sinh hoạt. Tin rằng những người bạn của mình sẽ quay lại, Emma trốn vô xe và chờ đợi. Đến với Abby, cô và ba người bạn còn lại rất sốc sau chuyện đã xảy ra với Nick. Đột nhiên, một người phụ nữ bắt đầu gõ cửa cabin. Cô ta tự giới thiệu mình là Laura Kearney. Laura kể cho nhóm nghe về sự việc đã xảy ra 2 tháng trước. Sau sự kiện Laura và Matt bị tấn công, cả hai bọn họ bị viên cảnh sát, đồng thời là cảnh sát trưởng nhốt tại một nhà tù trong khoảng thời gian dài. Ông ta đã tra hỏi về hành tung của cả hai nhưng không có thu lại được gì. Một đêm, cảnh sát yêu cầu Laura ngồi trước xà lim của Matt dầm muốn cô chứng kiến điều gì đó. Tối đó, Matt trở nên khó chịu. Anh ta gầm gừ và biến thành một con quái vật to lớn. Ngay lập tức, quái vật Matt lao đến tấn công và cào rách mắt của Laura. Hôm sau, cảnh sát trưởng xuất hiện và nhận ra điều đã xảy ra. Ông ta bắt đầu trò chuyện với Laura và đưa cho cô một bài thơ nói về lời nguyền của ma sói, rằng những ai bị ma sói cắn phải đều sẽ bị nguyền rủa và dần trở thành ma sói. Để phá giải lời nguyền thì vào ngày trăng tròn, người bị nguyền rủa phải tìm cách giết con ma sói đã cắn mình bằng một vũ khí làm bằng bạc. Một ngày nọ, Laura nghe lén được cảnh sát trưởng nói chuyện với trưởng khu trại hè Chris Hackett. Laura biết được thông tin rằng cảnh sát trưởng tên là Travis Hackett, anh em của Chris, và kinh hoàng hơn rằng Chris chính là con ma sói đã cắn Matt tại tầng hầm của nhà sinh hoạt. Laura hiểu ra tất cả, từ lý do tại sao chiếc xe của Chris đậu trước khu trại và nguyên nhân khiến Travis lại không giết con ma sói vì đó là anh em của ông ta. Và như vậy, Chris chính là lời giải cho lời nguyền ma sói của Matt. Hôm sau, bằng cách đánh lạc hướng, Laura đã tìm thuốc mê cho Travis, nhốt ông ta vào xà lim và cùng Matt trốn ra ngoài. Để giữ an toàn, Laura đã nhốt Matt trên gác xếp của nhà cày để anh ta không phát điên khi biến thành ma sói. Nhưng có ai đó đã mở khóa khiến Matt thoát ra, và điều đó khiến Laura bị một vết cắn vào tay. Và đây là lý do khiến cô không còn nhiều thời gian, vì nếu không kịp kết thúc mọi chuyện, Laura sẽ trở thành ma sói. Ryan tuy không có thiện cảm với Laura, nhưng cậu đã quyết định đi cùng cô ta đến dinh thự trong rừng nhằm tìm tung tích của Chris. Còn Dylan, Kylie và Abby sẽ quay lại nhà sinh hoạt chỗ chiếc xe bị hư và tìm cách khởi động nó. Ryan với Laura đột nhập vào khu dinh thự thông qua hệ thống mỏ dưới đất. Ngay khi rời khỏi mặt nước, toàn bộ vết thương trên người của Laura hồi phục hoàn toàn. Ngay cả đôi mắt bị mất cũng quay trở lại. Một dấu hiệu tích cực báo hiệu cho việc thời gian của cô đang cạn dần. Ryan kể cho Laura về sự tốt bụng của Chris và cậu coi khu trại hè như ngôi nhà thứ hai của mình. Laura hiểu rằng Ryan không muốn cô giết Chris, nhưng nếu không còn cách nào khác, cô sẽ phải làm điều đó. Không chỉ để giải thoát lời nguyền cho bản thân, mà còn là cho Matt và Nick. Tại nhà sinh hoạt, Abby, Kaylin và Dylan gặp lại Emma, đồng thời kể lại chuyện đã xảy ra với Laura suốt 2 tháng qua. Chiếc xe của nhóm có vẻ không thể sửa chữa nên Kaylin và Dylan sẽ đến chỗ bãi rác gần đó để tìm phương tiện. Còn Emma và Abby sẽ ở lại nhà sinh hoạt. Bên dưới tầng hầm dinh thự nhà Hackett, Ryan tìm thấy Jacob và một con ma sói đang bị nhốt trong lồng sắt. Bọn họ nghe lén được cuộc nói chuyện của nhà Hackett rằng bà Constance, mẹ của Travis, đang chất vấn ông ta vì chính Travis đã để Laura lấy súng và sử dụng nó để giết Kaylee, cũng là cháu gái của bà ta. Constance nghe thấy tiếng động ở dưới tầng hầm, đồng thời bắt được Laura và Ryan, trong khi Jacob đã kịp thời bỏ trốn. Trong lúc đang giằng co thì khẩu súng trên tay Laura cướp cò, giết chết Constance. Ryan cũng bị kẻ lạ mặt găm một dao vào hông. Cả hai cố gắng bỏ chạy trước sự truy đuổi của những kẻ lạ mặt. Laura trong lúc chạy trốn trong khu dinh thự thì tìm thấy bức tranh cây da phả của dòng họ Hackett. Cô biết được kẻ lạ mặt đang truy đuổi cô là Jedediah, chồng của bà Constance, còn kẻ to lớn đang truy đuổi Ryan là Bobby. Jedediah dồn Laura đến đường cùng và cả hai đã vật lộn tại đó. Laura tắt cầu giao điện để chiếm lợi thế nhưng vô tình mở khóa cho con ma sói dưới tầng hầm. Travis lúc này tiến vào phòng, đồng thời Jedediah yêu cầu ông ta giết Laura vì cô ta là kẻ sát hại Kaylee và Constance. Travis chưa kịp quyết định thì Laura đã bỏ trốn khỏi căn phòng. Đến với Ryan, với vết thương khá sâu, cô không thể chạy khỏi Bobby. Nhưng trước khi Bobby kịp manh động thì Laura đã kịp thời xuất hiện. Bobby nhận ra Laura đã bị cắn và đang dần trở thành ma sói, và điều đó khiến hắn hoảng sợ và bỏ chạy. Vết thương của Ryan lúc này đã trở nên nghiêm trọng. Laura phải cắn Ryan để cậu ta trở thành ma sói, và từ đó vết thương sẽ phục hồi. Nhưng để phá lời nguyền, họ cần phải tìm cách giết Chris. Ngay lúc đang lang thang trong dinh thự thì cả hai chạm mặt với một con ma sói. Nó lao đến họ và khiến cho sàn nhà đổ sập. Ở bên dưới, Travis cùng Bobby đang vật lộn với con quái vật. Còn Laura cũng không thể kiểm soát lời nguyền. Cô biến thành ma sói và tấn công Travis. Trong lúc cấp bách, Ryan đã dùng khẩu súng đạn bạc của Travis bắn chết con ma sói đang tấn công Bobby. Và ngay khi con ma sói bị bắn gục, lời nguyền của Laura được hóa giải. Cô trở lại với hình dáng con người. Tưởng chừng lời nguyền đã bị chặn, nhưng Travis nói với mọi người rằng Chris không phải là con ma sói đầu tiên. Travis nói rằng người đầu tiên biến thành ma sói chính là Caleb, anh trai của Kaylee và là con trai của Chris. Caleb đã bị một con ma sói tên là Silas cắn, nhưng tên Silas này đã bỏ xứ đi từ rất lâu. Và vì không muốn làm hại những thành viên trong gia đình,
dòng họ Hackett đã khống chế những thành viên bị dính lời nguyền và chờ đợi ngày Salad quay lại để kết thúc nó. Ryan đề cập đến con ma sói màu trắng mà cậu đã thấy tại trạm radio. Nhận thấy sự trở lại của Salad, Travis đề nghị sẽ hợp lực cùng Ryan và Laura để tiêu diệt hắn. Không kiếm được gì từ bãi phế liệu, Dylan và Kaylin trở về nhà sinh hoạt và bị truy đuổi bên một con ma sói khiến họ phải chạy xuống bếp. Abby và Emma cũng ở trong nhà nhưng phòng của họ bị khóa ở bên ngoài. Kaylin sử dụng con gấu bông đánh lạc hướng con ma sói và nhốt được nó trong phòng đông lạnh. Quay lại với Laura và Ryan, cảnh sát trưởng Travis chở cả hai trên đường truy tìm tung tích của Salad. Một con ma sói tấn công họ nhưng may mắn là nó đã bị hất ngã và trốn vào rừng. Xe của họ dừng ngay đúng nơi mà Laura và Max gặp nạn. Laura nói rằng cô đã nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi ẩn hiện trong khu vực này. Travis bắt đầu nghi ngờ rằng đó là Eliza Vores, mẹ của Salad. Bà ta từng bị xem là phù thủy, đồng thời làm chủ một chương trình hội chợ tên là Harum Skellum tại 6 năm về trước. Eliza nhốt Salad trong một cái lồng sắt và gọi hắn là cậu bé lai sói. Nhưng phiên hội chợ đó đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến nhiều người và cả Eliza cũng thiệt mạng. Nguồn gốc của vụ hỏa hoạn là do hai người con của Chris là Kaylee muốn giải cứu cho Salad. Cô bé đã nhờ anh của mình là Caleb tạo ra một đám lửa nhỏ nhằm đánh lạc hướng để giúp Salad trốn thoát. Nhưng hai đứa trẻ không hề biết rằng đám lửa đã cháy lan, tạo ra một vụ hỏa hoạn lớn giết chết rất nhiều người tại thời điểm đó. Kaylee cứu được Salad nhưng Caleb thì bị cắn và khởi đầu cho lời nguyền của dòng họ Hackett. Sau câu chuyện, cả ba quay lại tàn tích của khu hội chợ ngày trước và tìm thấy nơi ẩn nấp của Salad. Với khẩu súng trên tay, Laura đã bắn phát đạn kết thúc chuỗi lời nguyền kinh hoàng mà hắn đã gây ra. Mặt trời lên báo hiệu cho một ngày mới. Những người bạn Jacob, Abby, Kaylin, Dylan và Emma vẫn sống sót đầy đủ. Nick cũng được giải lời nguyền và trở lại hình dáng con người. Dòng họ Hackett vẫn không thể bảo vệ tất cả thành viên gia đình họ, nhưng cảnh sát trưởng Travis có thể thở phào nhẹ nhõm vì ông đã chấm dứt lời nguyền kinh hoàng đã đeo bám cả dòng họ mình suốt 6 năm qua. Lời nguyền của phù thủy mỏ Hackett. Và đó là tóm tắt toàn bộ câu chuyện theo hướng tốt nhất của The Game The Quarry. Các bạn cảm thấy câu chuyện này thế nào? Hãy để lại comment bên dưới nha. Và đừng quên bấm lại một like, share và theo dõi phần The Game. Mình là Chino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.